Ôi Vũ, mình chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở tour 2. Bây giờ mình sẽ quay cái chiếc MTZ ở chỗ của mì chạy ga nha các bạn. Ở đây thì anh em đang thu hoạch mì ruộng. Thì mì ruộng trồng là thường thường là tháng 11 trồng các bạn. Thì tháng 4 sẽ thu hoạch 6 tháng. Tại vì thường thường vô tháng 4 là mưa các bạn. Mưa nước ngập thì phải nhổ lên. Không nhổ thì sẽ bị thối củ. Trường hợp năm nay thì hơi đặc biệt. Năm nay thì mấy anh trồng trễ, tháng 12 mới trồng mà lại mưa sớm. Hồi Tết tới giờ mưa sớm các bạn ơi, nên đó là năm nay lên sớm nên củ hơi nhỏ ha, củ không bự. Nay tầm khoảng 23 24 25 tấn. Điểm thì nó cũng ở đó cũng cả 20 mấy điểm. 23 24 điểm. Đây là các bạn coi củ nhỏ ha, củ không lớn. Mà tùy theo bù qua cấn lại. Mấy chỗ gò cao cao thì củ nó bự hơn chút. Cái này mà nếu mà từ 20 ngày tháng đó thôi là anh em năm nay trúng mùa. Rất tiếc là mưa sớm, mưa nhiều quá là anh phải lên nha các bạn. Có nhiều cái củ cũng được. Sáng rồi đi mấy vuốt rồi cưng? Chưa vuốt nào. Chưa vuốt nào hả? Mấy chỗ nào nghi ngờ có ôm hết cái mì dục dồn xuống hết. Cái đằng kia thấy nó cũng sâu ghê. Hai người. Ủa, em trai của Tân Phong luôn hả? Ủa, Tân Mẫu Công hả? Các bạn thấy nước không? Nước không à? Nước không à? À đó là mình không có lội xuống được cho các bạn. Lội thứ nhất là lội xuống mình giống như chiếc xe đậu á, mình lội xuống mình quay cũng được. Nhưng mà xe người ta cũng nhích tới á, mình lội xuống nó rất là khó khăn luôn. Gặp cái chân mình nó hơi yếu nữa. Anh lội xuống mình ấn. Giờ thì mình chỉ xem chạy ga thôi nha các bạn. Anh em còn lấy chiếc máy đóng này nữa nè. 2 4 5 6 7 cũng cả 10 à. 10 10 máy đóng nữa các bạn. 10 máy đóng nữa ra ha. Mấy dòng MTZ thì phần đông anh em cũng lên máy hết nha các bạn. Giống như 50 thì anh em cũng lên 80 hết rồi. Chắc cái máy không còn nhỏ nữa. Còn anh em nào chịu chơi là gác máy. Gác máy cục máy lớn hơn chút nữa. Xin nó sẽ ngon hơn. Đây là chiếc 825 siêu cọp. Ngược sáng à. Nước không các bạn ơi. Bữa này nhậu đi nhiều ghê luôn ha. Nhậu rất là nhiều luôn. Rồi giờ nhóm tới cái nha các bạn. Nhóm tới cái sau khoảng anh em rồi. Tiếp. Công mình đi nhổ mì từ lúc 12 giờ đêm ha. 12 giờ đêm là nhổ rồi. Bữa nay ở đây tới 2 tấp công nhổ là nhổ cũng gần cả mẫu nha các bạn. Gần cả mẫu luôn. Không phải. Cái gì? Nhổ hơn 12 giờ đêm hả anh?
nhớ hồi 12 giờ trưa qua. Ngày trưa qua. Vì trưa qua có nhổ nữa hả? Có nhổ thanh tăng rồi. Thanh tăng rồi về tối. Tiếp. À. Khổ dữ lắm. Nó dốc y như thiệt chứ. Rồi giờ tới chiếc kia vô. Chiếc kia vô. Chiếc này ra. Anh quay vô, quay vô, quay vô. Đã xuống coi. Ủa dắn rồi. Anh hỏi mày đánh nhiêu tấn thêm vậy đó. Luôn rồi mày có thú không? Mấy tôi không có nào thuốc nào hết. Thú cái nào hết mà đủ chìa không nó vậy. Tính ra mưa mưa ướt thì mình nhổ nó rất nhẹ ha. Không, mưa mới như này. Này mưa nó cũng nhẹ nhổ nữa. Tay tay cũ nhỏ mà. Không mày 140 nè. À. À cũ đi lên hả? Đại nãy đây tao quất lại đây không đi. Tao quất lại đây cái rồi xách xe chạy hết ra đi. Đã la làng rồi xuống. Đã có thay mập mà đi tới. Đây có chiếc 820 đây đang vô nha các bạn. Là hồi nãy là đi hồi nãy đi cái đi tăng bo ra, tăng bo ra về bãi á, nên nó giờ chạy vô rồi nè. Qua được cái bờ này khỏe gì đâu á. Chiếc này bỏ cái đòn lên. Cái này nó bằng cái sâu nè, ngay đường bờ cho các bạn. À, bên kia bờ sâu ghê luôn hồ. Qua này được khỏe. Xe còn mạnh mà. Chứ này dắt đi hơi xa à. Kệ còn mấy cần dắt đi hơi xa chút xíu chứ không sao. Ủa cái này là cái YouTube anh là cái tên gì? Thiện, coi. Thiện Vũ TV. Thiện Vũ TV phải không? Ừ. Điều này có không? Không. Bữa hai mới có. Tới chiếc này vô chắc nha các bạn. 820. Xe còn đẹp ha. Xe đẹp một cũng đẹp luôn. Đất ruộng này các bạn biết rồi. Nó là lúng gì đó. Mà tùy theo đất nữa. Có đất nào không chân thì nó lúng. Lúng nhiều.
Thôi để mà anh dắt mấy mấy cần mấy đống này nữa là xong rồi ra nữa các bạn. Chiếc này để coi tính nó quay đầu xuống chở dưới kia hay là chở trên này đây. Thành chiếc 825 nằm bên đó rồi. Này cầu Hyundai 5 tấn luôn. Một nhỏ nha các bạn, một nhỏ cầu Hyundai 5 tấn. Một này là một quả mỏ công thôi nha các bạn. Xong này cũng được cả trên 2 tấn gì hết không? Đấy hả? Ừ. 3 tấn á. 3 tấn ha. Đầu kiểu này cái đầu nhìn thấy cái đoàn nó nằm dưới dốc nhìn thấy hơi cao. Giác đi quen à, không à, đi phải ra. Còn mình đi không đi lên chắc chưa chắc được. Thôi bây giờ chiếc MTZ này ra nha các bạn. Chiếc này nó hơi có khói các bạn, nhưng mà nó cũng còn mạnh. Nhưng mà nãy nó cũng hụt hơi không? Qua bờ bị hụt hơi. Này tăng bo ra nha các bạn, tăng bo ra cũng trên một cũng khoảng 3 tấn nha. Qua hai cái bờ đó khỏe rồi, qua đây là khỏe nha các bạn. Kêu cái gì hả? Xì hết bét. Xì bét hơi ra các bạn ơi. Chiều nay đạp là chắc đạp qua bờ quá quá. Các bạn nghe sẹt luôn ha. Rồi, chạy ra.
kêu có tiếng hơi lớn ha. Cái đó xiết là được, xiết là hết không? À. Lỏng chân bét. À, lỏng chân bét ha. Chắc nãy em đạp quá không? Không phải hả? Mới làm. À. Mới làm máy hả? À, mới làm bét hả? À, cái dặn dặn nó chưa ấy ha. Rồi về vô tiếp ha, hay là về luôn? Về vô tiếp. À. Mình về mình tăng bo tới đâu ta? Đình à, xuống đình hả? Xuống đình vậy là mình phải ra đường dầu không? Dạ. Như đây mình chạy lên, cái mình rẽ phải là chỗ miếu bà, cái mình rẽ ra bờ kinh ra đường dầu. À. Đã thẳng ra luôn. Ừ. Một mình bị ngang như thấy cái hơi lớn vậy nè. 2,5 hả? Bây giờ thấy bị ngang hơi lớn. Bây dài thì ngắn ha. À, dài 3,8 mà bị ngang 2,5 nhìn thấy lớn. Đường cái đường ra là bữa nay nó bị lúng ở phía bên đây nè các bạn, phía bên tay phải nè. Đi vô phía bên tay phải ha, lúng hơi nhiều ha. Nhấn sâu luôn là mới gì à. Xe chạy nó hơi nghiêng. Rồi thôi cái video này mình kết thúc đây nha các bạn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mình đăng lên nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.